Rất là bạo, tôi sáng bị bộp tai quá. Đó, là thầy như vậy đó. Em đang vui vẻ. Ai biết có một cơn gió độc nào đó nghe xâm nhập cho em. Máy xem. Tiếp. Nếu mà nói lời cảm ơn thì chắc chắn là không đủ. Nhưng mà trên hết chỉ là tinh thần của anh em, ekip đã cùng nhau sát cánh hết mình, mong muốn gửi một cái tác phẩm đầu tay chỉnh chu nhất cho khán giả. Có chuyện đọc với các header rồi nhưng mà vẫn không yên tâm lòng. Đó, đó là vậy đó. Cái gì không nhảy luôn. Cắt. Đang rất là lạnh. Wow. Có cái lò than này. Giờ bé hả? Buông, thả lỏng đi cưng, thả lỏng, thả lỏng đi. Đừng vô. Và tôi nghĩ rằng bớt chiếc bản thân của tôi phải làm gì đó để mọi người có thể tự tin với công sức của mọi người. Hy vọng không làm cho mọi người thất vọng. Khách.